Em chào mừng em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương, lại tiếp tục lên một video thanh lý nữa ở thời điểm cuối năm phụ anh em khách hàng. Và chắc hẳn là rất nhiều anh em thợ, đặc biệt là những anh em khách hàng chúng ta đang đi tìm kiếm những mẫu sản phẩm thanh lý có thể đến ngay với em Tùng nhá. Và nhớ là đừng quên đăng ký kênh và cập nhật video liên tục bên cạnh em hàng tháng, thì đặc biệt là những thời điểm cuối năm bên em lên xả thanh lý rất là nhiều luôn. Và ngày hôm nay thì bên cạnh em lên sóng cho anh em đó là những thiết bị thanh lý của Lâm Viếng và đến từ các thương hiệu khác nhau, chắc chắn sẽ mang lại cho anh em sự lựa chọn độc đáo nhất cho bên cửa hàng em. Hiện tại thì các bạn đã được nhìn thấy 4 thiết bị ở trên này, em để chi tiết trên đây để em thanh lý cho anh em khách hàng. Với những mẫu sản phẩm của Idol, của TD Otic hay là Tamashi, thậm chí là của DB Otic, ngày nay bên em thanh lý mỗi một thương hiệu chỉ có một duy nhất một con thôi. Nên là anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em Tùng nhá, để đặt hàng ngay lập tức. Bởi vì nhanh tay thì các anh em sẽ để trực tiếp cho anh em nào gọi điện trực tiếp sớm nhất bên em. Đầu tiên thì em xin xả thanh lý cho anh em cái con cuối cùng, đây là cái con lâm tiếng Idol CB600, đây là cái phiên bản lâm tiếng mà em thu lại của bên khách. Và anh em khách họ lâm cấp lên những cái phiên bản cao cấp hơn, thế là cũng để lại cho em. Thì tiện đây thì em cũng xả thanh lý luôn cho anh em khách hàng nào đang cần mua lâm tiếng, và đặc biệt là cái con Idol này cũng có rất nhiều anh em hỏi em. Thì nhà em thì cái mẫu này thì nhà em không có bán hàng mới, nên là em thu lại của anh em khách thôi. Nên là thanh lý luôn, giá máy chỉ 400.000 đồng một con lâm tiếng Idol thôi, vẫn sử dụng bình thường, bởi vì em cũng đã test rất là kỹ rồi thì em mới lên thanh lý cho anh em khách hàng. Đấy, với lâm tiếng Idol CB600 đầy đủ có tính năng bát chung chép nhá, nghe nhạc bình thường, bát chung chép căn chỉnh theo đích riêng, in bài bát vẫn có trên này để chúng ta có thể sử dụng, hay là thêm cái chế độ cắt súp tăng giảm âm lượng súp nữa. Đấy, rất đơn giản dễ dàng, anh em cứ sử dụng ghép lâm tiếng vào để lâm tiếng nhạc, lâm tiếng mic hỗ trợ, có tiếng mic tiếng nhạc sôi động nhất. Và tiếp theo nữa thì em xin thanh lý cho anh em còn TD Cotic TD CB2000, mẫu sản phẩm này là hàng mới bên em nhé, nguyên phụ kiện thùng hộp để các anh em có thể mua luôn lập tức. Và giá thì em này thanh lý là 850.000 đồng một con lâm tiếng TD CB2000 bên em, và chỉ còn duy nhất một con thôi, là hàng mới các nhá, còn nguyên lớp đi lông bên ngoài để các anh em có thể là sử dụng kiểm tra chiếc hàng này, cũng như là một sản phẩm này thì đang sử dụng rất ngon lành rồi, hàng mới nên anh em yên tâm về chế độ hành bên em. Anh em có thể chỉnh các chế độ bát chung chép hiệu quả theo đích riêng và tăng giảm âm lượng to bé tùy chỉnh vào cái độ nghe của các anh em khi ra thao tác ở trên máy, và em này vẫn đang sử dụng rất là bình thường. Ngay bây giờ thì em cùng anh em thử trải nghiệm một chút với tiếng trợ âm thanh của phiên bản TD CB2000 nhá, bởi cái con này thì là một trong những cái mẫu sản phẩm rất là hot bên em. Thế nên là bây giờ ấy, nếu như anh em đi mua thị trường ấy, giá thành nó dao động khoảng tầm 1.1-1.2 một con này các bạn. Đấy, tiếng bát chung chép vẫn sử dụng bình thường, căn chỉnh rất giải bát chung chép dễ dàng nhá. In bài bát này, thông qua này, qua lâm này, đấy, rất đơn giản nhá. Đấy, các bác đã được nghe âm thanh rồi của TD CB2000, cái phiên bản này là hàng mới với em, 850.000 đồng một con thôi. Thì em thanh lý giá máy, anh em nhớ cho em nhớ. Tiếp theo nữa là Tamashi Pro LS15 Plus, phiên bản hàng chính hãng luôn các ạ. Và nhà em còn duy nhất một con này cũng là lô hàng sót, thế nên là hàng mới, em vẫn thanh lý luôn cho anh em với giá là 850.000. 850.000 đồng một con Tamashi LS15 Plus cho anh em, căn chỉnh các giải bát chung chép hiệu quả, hàng mới các bác nhá, nguyên phụ kiện thùng hộp, nên các anh em yên tâm để chúng ta mua hàng. Chỉ có duy nhất một con ở dưới này là con em thu lại của khách, còn tất cả ba con trên này thì em thông báo luôn, nó là hàng mới nguyên đai nguyên kiện hết, thì em thanh lý với giá rẻ nhất chưa đừng có đâu các bạn. 850.000 đồng Tamashi Pro LS15 Plus, hàng sản phẩm chính hãng, anh em được phép check hàng nhá. Tiếp theo nữa là phiên bản DB EX300, đây là phiên bản lâm tiếng rất chất lượng đến từ DB, và anh em mua mới con này là bao nhiêu các bác nhớ không ạ? Con này ít nhất anh em mua ở giá 1.8 triệu đổ lên. Đấy, còn nhà em thì thanh lý luôn cho anh em, đợt tiện ở cái hàng thanh lý thì bên em thanh lý luôn con DB EX300 với giá là 1.350.000 một con DB EX300, với thanh lý ra máy cho anh em phiên bản màu trắng rất đẹp mắt, căn chỉnh các giải bát chung chép hiệu quả theo thị riêng của mình nhá. 1.350.000 đồng hàng sản phẩm chính hãng, có đầy đủ logo mã QR code để các anh em khách hàng, và là hàng mới. Đấy, các bác nhìn thấy nguyên lớp đi lông này em chưa bóc, em để nguyên cho bác anh em về chúng ta tự bóc và trải nghiệm nhá. Và em nhắc lại một lần nữa, ngày hôm nay bên cửa hàng em thanh lý với 4 mẫu sản phẩm lông tiếng, có luôn cho anh em với mức giá khuyến mại đặc biệt nhất. Đầu tiên là em Idol CB600, em thu lại của khách với mức giá là 400.000 đồng giá máy. Tiếp theo là em TD Cotic CB2000 hàng mới, 850.000 đồng giá máy. Tamashi Pro LS15 Plus nâng tiếng 850.000 giá máy. Tiếp theo nữa là con nâng tiếng cao cấp của DB, đó là EX300, với giá là 1.350.000 đồng giá máy cho anh em. Đấy, 4 thiết bị ở trên này chỉ có duy nhất một sản phẩm thôi, tức là những cái mẫu ở trên này em thanh lý chỉ có duy nhất một con, nên anh em nó đang có nhu cầu và đang cần
chơi phòng hát đỉnh với giá thành hấp dẫn và so với giá thị trường, liên hệ trực tiếp với em Tùng để nhận hàng ngay với hàng sản phẩm thanh lý nhá. Và những cái mẫu thanh lý như thế này thì anh em lưu ý cọc trước cho em tiền ship để những anh em khách hàng phía sau có thêm cơ hội để chúng ta mua hàng, tránh hiện trạng là em gửi hàng đi các anh em không nhận, anh em mà đặt hàng cho vui thì cái mất cái lượt của anh em khách hàng phía sau. Nếu anh em đang cần mua dòng sản phẩm này với mức giá khuyến mại đặc biệt nhất thì cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng 0979629336 để đặt hàng với những mẫu sản phẩm thanh lý này nhá.